Mới đây, những hình ảnh về một chậu cây cảnh được chia sẻ nhiều trên mạng thôn hội. Theo đó, cây trên chậu này mọc rất đều, tươi đẹp và đầy sức sống. Dáng của chậu rũ xuống càng tăng thêm sự đẹp khác biệt của nó. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ lưỡng người ta mới nhận ra, hóa ra đây đâu phải là chậu cây cảnh gì mà là một cái cây lau nhà. Có lẽ, cây lau nhà này ít khi được dùng đến, lại để ở chỗ đầm đìa nên tạo môi trường cho các loại cỏ cây ngớ ngẩn mọc, thậm chí là cả nấm mốc. Nhìn cũng có phần nghệ thuật. Hóa ra nó là cái chổi lau nhà. Nhiều người ngao ngán cho gia chủ khi ít dùng chổi lau nhà đến mức cả cây cảnh mọc lên luôn thế này. Nhiều người hài hước cho rằng đây quả là một sự sáng sủa tạo mới mẻ.